Chào các bạn, đang chuẩn bị bơm cát lẻ lên nhà các bạn ơi. Đây cái đường ống mình bơm công trình vạch ngang bơm lẻ nha các bạn. Mới nổ máy rồi, quá xì rồi. Các bạn ơi. Trời ơi đủ mẹ của các bạn nữa à. Mày ra là đủ mẹ khổ hai bay. Đóng ống lộn các bạn. Đủ mẹ nó cũng lên mạng mình làm mầm. Trời ơi bạn ơi, bạn. Gồm đóng ống rồi đó. Đói gian như bạn. Bảo chết bị mẹ gục không. Đói gian như hả? Đói rồi, đủ mẹ đóng ống đói rồi. Đi vô trọng quê giác đang đi ông ơi. Chào các bạn. Đây là nước rồi các bạn ơi. Thành quá cao rồi. Đổ đà lên thấy cao nữa. Vậy mà vậy còn nữa thôi xua cái lậu nữa đó. Cái lậu còn lên nhiều lắm đó. Bơm lâu ngày nó vàng. Chưa. Không chờ nữa, ông kia đợi vàng ngay cái hầm nó người nửa cái chứ. Chờ ông kia bơm luôn. Giờ mình bơm đâu được. Tại vì hai cái hầm một cái hầm mà hai trụ không biết móc lại đi nào biết để làm tôi nó làm cái tận bát ra đâu chạy nữa à. Thì làm chứ làm có không tới đâu à, không tới tháng nữa xong rồi đó. Dạ. Cái gì phim. Cái kia đăng lên. Qua với phim đó. Qua từ gặp Mỹ đó. Cái gì quá. Để bên cái nền quá trời cao hả? Bên nền quá cao quay cho khán giả coi. Cái nền quá trời cao. Mà hàng cây mà nữa coi đẹp quá ha. À. Không, sao từ nãy giờ cắt lên chưa tới nữa. Không, sao tiền không? Dạ. Bây giờ sao tiền không? Không. Nó mẹ 18 nền 18 cây. Nó mẹ mình nền 18 cao vậy à. Mà anh có chừng 5 tấc à, trung bình là khoảng 5 tấc à. Bằng lộ, cao hơn lộ. Cái đà này là đúng rồi. Dạ. Cái gì tía rồi, xe qua luôn rồi. Mày xe hơi luôn. Xe cao trong rồi, chỉ lên chừng tắt nước chứ vậy. Đây, chắc là tới rồi các bạn ơi. Nào này mét gửi không vậy Tâm? Cả gần mét chữ à. Bị đào dưới nữa đó. Cứ kia đó kia cả hơn nước đây thì mình thấy mấy đổ tàu chảy ngập nhà tàu le hết rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá sâu chân rồi. Tới luôn. Một em biết không? Tiếng à? Ở đây bao bó khỏe gần như lắm rồi đó. Nước chảy ra chưa thôi. Nước chảy tà le này nè, lòn lòn chân dữ dằn luôn nè. Tại chân này cát mà đâu đâu có tô phải không? Không không có tô phải không? Không trong luôn mà. Dưới mình chờ một cái lỗ nó chảy chứ đâu con mít rồi chứ đâu. Lại cái mẹ mình chút xì rồi nè. Bây giờ cái thước dễ luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.